Kỳ lạ, cứ ăn rau lang liên tiếp trong 3 buổi tối, 9 lợi ích sức khỏe bất ngờ sẽ xảy ra. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác có biết, ngoài củ khoai lang thì rau của nó cũng có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe hay không? Rất nhiều người cho rằng chỉ có nhà nghèo mới ăn loại rau này mà đã bỏ lỡ mất một món quà quý giá của thiên nhiên. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ bật mí với cô bác 9 lợi ích mà rau khoai lang mang lại cho chúng ta. Chỉ cần luộc ăn hàng ngày, cô bác sẽ nhận thấy sự thay đổi bất ngờ nhé! Công dụng đầu tiên là giúp thanh nhiệt, giải độc. Rau lang bán nhiều vào mùa hè cũng là khoảng thời gian cô bác sẽ gặp phải các vấn đề về nóng trong, tích tụ độc tố trong cơ thể. Những hôm trời nóng quá, nhiều cô bác thường sẽ bị ngứa ran khắp người, nổi mẩn đỏ. Đó là một trong những triệu chứng điển hình của nóng trong. Ngoài ra, sau một thời gian dùng thuốc kháng sinh cũng dễ gặp phải tình trạng này. Để không phải tốn kém tiền bạc vào thuốc bổ hay các loại trà thanh nhiệt, cô bác chỉ cần ăn rau lang thôi. Rau lang làm mát cơ thể cực kỳ tốt của bác nhé. Hơn nữa, lá rau cũng có chứa hàm lượng lớn chất diệp lục, có tác dụng làm sạch máu và loại bỏ độc tố trong cơ thể cho cô bác. Chỉ đơn giản là luộc lên, ăn khoảng vài ba bữa, cô bác sẽ cảm thấy người mình nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn. Đặc biệt trong trường hợp cô bác hoặc là người nhà bị cảm sốt trong mùa hè, có thể nấu rau lang cùng với rau cải bẹ xanh và ăn thay cơm. Toát được mồ hôi là hạ sốt và giải cảm đấy cô bác. Công dụng thứ hai là chữa viêm khớp và thấp khớp. Càng có tuổi, xương khớp của mình sẽ càng yếu và có khả năng mắc phải các bệnh về xương khớp như là loãng xương, thoái hóa sụn khớp, đi lại khó khăn bất tiện, làm việc hơi nặng tí là sợ, cứ trở trời một cái lại y như rằng đau ê ẩm đến mất ngủ. Đặc biệt là từ sau khi mãn kinh, xương của cô bác sẽ không được cung cấp canxi đầy đủ, dẫn đến loãng xương, xương giòn và yếu. Để phòng tránh cũng như khắc phục tình trạng này, cô bác nên ăn rau lang thường xuyên. Rau khoai lang sẽ bổ sung nguồn vitamin K giúp cân bằng lại hàm lượng canxi trong xương. Thêm nữa, nếu cô bác đã từng gặp phải các tổn thương tại xương khớp thì nên kết hợp ăn rau lang với tắm nắng hoặc uống thêm viên vitamin D sẽ giúp cho xương mau chóng lành lại cô bác nhé. Bên cạnh đó, rau khoai lang cũng có chứa thành phần dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa những bệnh viêm nhiễm mãn tính như là viêm khớp, thấp khớp, đồng thời còn tăng cường độ chắc khỏe của xương. Do đó, ăn rau lang là một phương pháp điều trị bệnh xương khớp cũng như bảo vệ xương khớp rất an toàn và hiệu quả của bác nhé. Công dụng thứ ba là phòng bệnh tiểu đường. Cô bác nào đang có thể trạng thừa cân, béo phì hoặc tăng huyết áp thì nên cẩn thận với bệnh tiểu đường nhé. Ngoài ra, từ sau 40 tuổi trở đi, nếu cô bác không chú ý ăn uống cũng dễ mắc phải bệnh này. Vì vậy, để phòng tránh, tôi khuyên cô bác nên tăng cường bổ sung rau khoai lang. Mặc dù chỉ là một loại rau rẻ tiền, nhưng nó có thể giúp cho cô bác tránh được căn bệnh nhà giàu này. Trong phần đọt rau lang non có chứa một chất gần giống như insulin. Cô bác hình dung khi mình nạp các loại thực phẩm thường ngày vào trong cơ thể, một phần lớn sẽ được chuyển hóa thành đường glucose vào trong máu. Insulin có tác dụng kiểm soát, ức chế, không cho sản xuất quá nhiều đường trong máu gây ra bệnh tiểu đường. Tức là rau khoai lang có thể ngăn được bệnh tiểu đường. Cô bác nào đang điều trị bệnh tiểu đường cũng nên ăn rau khoai lang để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn nhé. Cô bác chú ý là ăn phần đọt non của nó, chứ lá già, cọng già là không có chất này đâu cô bác nhé. Công dụng thứ tư là ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ. Đây là hai bệnh cực kỳ nguy hiểm liên quan đến tình trạng lưu thông máu kém. Nó nguy hiểm ở chỗ là biểu hiện bệnh đến đột ngột, bất ngờ, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ có thể đe dọa tới tính mạng. Do đó cách tốt nhất chỉ có thể là phòng tránh. Những cô bác có vấn đề về tim mạch hay bị lên cơ tim là do mạch máu bị vôi hóa, hình thành các mảng bám trong mạch máu. Khi đó mạch máu bị thu hẹp làm cản trở dòng máu lưu thông, các tiểu cầu bị dính lại với nhau tạo thành cục máu đông, cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến đột quỵ não của bác nhé. Do đó, cải thiện lưu thông máu chính là cách để ngăn ngừa được cả bệnh tim lẫn đột quỵ. Lượng vitamin K trong rau lang không chỉ tốt cho xương mà còn có tác dụng hạn chế tình trạng vôi hóa mạch máu, giảm thiểu nguy cơ hình thành huyết khối, gây bít tắc mạch máu. Ngoài ra, theo tôi được biết, thì trong loại rau này còn có hai chất đặc biệt quan trọng là lutein và zeaxanthin, có thể phòng chống được bệnh tim mạch vành và đột quỵ bằng cách làm giảm lượng chất béo xấu trong thành động mạch. Nhờ đó mạch máu sẽ trở nên thông thoáng, máu lưu thông trơn tru hơn của bác nhé. Công dụng thứ 5 là ngăn ngừa táo bón.
Mỗi khi bị táo bón, cô bác đều bổ sung nhiều rau xanh hơn so với bình thường, có đúng không? Thành phần chủ yếu của rau xanh là chất xơ nên rất tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên theo tôi thấy thì để điều trị táo bón nhanh nhất, chỉ có ăn rau khoai lang là tốt nhất, cũng giống như ăn củ khoai lang vậy. Gần như là ngay sau bữa ăn, cô bác sẽ thấy mình đi tiêu dễ dàng hơn hẳn, bởi vì ngoài chất xơ, rau khoai lang còn có chứa chất nhựa tẩy khoảng 1,95-1,97%. Hai chất này bổ trợ cho nhau, làm tăng công hiệu nhuận tràng và ngừa táo bón đấy cô bác. Cô bác nào có thói quen uống thuốc nhuận tràng cũng nên hạn chế thôi, bởi nếu lạm dụng, dùng thường xuyên, cô bác sẽ gặp phải các tác dụng phụ nghiêm trọng như là mất nước, thậm chí làm liệt đại tràng. Nếu cô bác bị táo bón liên tục thì nên đi khám xem chính xác đang gặp vấn đề ở đâu để điều trị cho dứt điểm cô bác nhé. Công dụng thứ 7 là hỗ trợ phòng và điều trị ung thư. Ung thư là căn bệnh khó nhận biết trong giai đoạn đầu. Thông thường khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Càng nguy hiểm hơn nữa là ngày nay, nguy cơ mắc bệnh ung thư không phải hiếm. Không cứ gì trong nhà có người bị ung thư thì mình mới bị, và nguyên nhân chủ yếu là do lối sống của chúng ta. Do đó bên cạnh việc đi khám sức khỏe định kỳ, cô bác nên ăn rau lang thường xuyên. Loại rau này có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại cho tế bào và mô trong cơ thể, từ đó giảm thiểu nguy cơ ung thư của bác nhé. Không những vậy, nếu đang điều trị bệnh ung thư, nhất là ung thư gan mà chăm chỉ ăn rau lang thì bệnh sẽ chuyển biến tốt, sức khỏe sẽ nhanh phục hồi. Đó là nhờ vitamin K trong rau lang tham gia vào quá trình hồi phục nhu mô gan. Nếu cô bác mắc bất cứ bệnh gì về gan thì đều có thể ăn rau khoai lang để cải thiện cô bác nhé. Công dụng thứ 8 là giảm cân. Cô bác không có ý định giảm cân cũng được, nhưng tốt nhất nên duy trì kiểm soát cân nặng của mình sao cho ổn định. Bởi vì béo phì, thừa mỡ, thiếu cơ cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh khác nhau. Vì vậy nên ăn nhiều rau xanh để trung hòa chất béo, cung cấp chất xơ và vitamin cho cơ thể. Nhất là rau khoai lang của bác nhé. Loại rau này có thể giúp cô bác giảm cảm giác thèm ăn, nên khi ăn mình cũng không cảm thấy khổ sở vì phải bóp mồm bóp miệng trước các món ăn hấp dẫn khác. Cuối cùng là làm đẹp da, sáng mắt. Tuy không phải là một loại rau có chứa nhiều vitamin C nhất, nhưng hàm lượng vitamin C trong rau lang cũng rất đáng được ghi nhận. Một mớ rau lang có thể cung cấp cho cô bác từ 30 đến 40mg vitamin C. Chất này sẽ tham gia vào quá trình cấu tạo nên collagen, góp phần duy trì làn da tươi trẻ, săn chắc và căng mọng, không nhất thiết phải dùng đến mỹ phẩm đắt tiền của bác nhé. Bên cạnh đó, các thành phần trong rau lang còn giúp cô bác cải thiện thị lực một cách đáng kể, giúp cho mắt sáng khỏe. Từ sau tuổi 40 trở đi thì mắt của mình sẽ có xu hướng yếu đi, mờ hơn và dễ mắc phải các bệnh như là đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng. Các chất trong rau khoai lang đã được chứng minh là có thể bảo vệ điểm vàng và võng mạc trước ảnh hưởng xấu của ánh sáng xanh. Do vậy, ngoài các thực phẩm giàu vitamin A thì cô bác cũng nên bổ sung thêm loại rau lang rẻ tiền này, cô bác nhé. Có thể thấy là rau lang có quá nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, có đúng không cô bác? Không chỉ giúp phòng bệnh mà còn hỗ trợ điều trị bệnh, làm đẹp da và giảm cân. Tuy nhiên, không ít của bác sau khi ăn rau lang lại xuất hiện các triệu chứng bất thường mà không biết lý do tại sao. Do đó tiếp theo, tôi sẽ chỉ ra một vài lưu ý khi ăn rau khoai lang. Cô bác hãy lưu ý để tránh mắc phải, kẻo dẫn đến ngộ độc và phản tác dụng cô bác nhé. Đầu tiên là không ăn quá nhiều. Thật ra cái gì ăn nhiều quá đều không tốt. Mặc dù rau lang là rau xanh khá lành tính, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể ăn vô tội vạ. Nhiều cô bác thấy rau lang tốt nên bữa nào cũng ăn, một tuần ăn mấy bữa. Tuy nhiên việc ăn quá nhiều rau lang sẽ dẫn đến dư thừa canxi. Canxi trong rau lang cần thiết đối với các cô bác bị bệnh về xương, nhưng bổ sung quá nhiều thành ra dẫn đến sỏi thận cô bác nhé. Do đó mỗi tuần mình chỉ nên ăn khoảng 3 bữa thôi cô bác nhé. Thứ hai là không ăn lúc đói bụng. Cô bác có thể ăn kèm với các món khác chứ không nên ăn mỗi mình rau lang nhé. Nhiều người ăn rau lang để giảm cân nên cắt giảm hết từ thịt đến tinh bột ăn mỗi rau. Rau khác thì có thể được nhưng riêng rau lang thì không được đâu. Bởi vì khi ăn rau lang vào lúc đói bụng, thành phần của rau sẽ khiến cho lượng đường trong máu của cô bác bị giảm xuống đột ngột, dẫn đến mệt mỏi, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Chưa kể nếu mỗi bữa ăn chỉ có như vậy thì sẽ không đủ chất. Cô bác vẫn nên kết hợp với các thực phẩm khác cho đa dạng thành phần dinh dưỡng của bác nhé. Và thứ ba là không ăn rau lang sống.
Nếu muốn nhuận tràng và tốt cho hệ tiêu hóa, cô bác không nên ăn rau sống vì nó sẽ dẫn đến tác dụng ngược lại là gây ra táo bón và khiến cho tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Chưa kể rau sống, nếu không được làm sạch kỹ càng sẽ có chứa nhiều vi khuẩn, mầm bệnh gây ngộ độc, nguy hiểm hơn là gây bệnh cho cơ thể. Do vậy tốt nhất cô bác nên ăn chín để đảm bảo an toàn cô bác nhé. Ông bà ta thường nói tiền nào của nấy, nhưng với rau lang thì khác. Chỉ cần cô bác chế biến và ăn rau lang một cách hợp lý thì sẽ không cần phải tìm đến thuốc bổ hay là nhân sâm mà cơ thể vẫn khỏe đẹp ngoài mong đợi. Thế nên nhất định không thể bỏ lỡ loại rau bình dân này cô bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.